Xin thân ái kính chào toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn gần xa đã quay trở lại với kênh của em ngày hôm nay ha. Ngày hôm nay thì em có tiếp tục đến với bãi kiển của bạn Nam ha, để cho bạn Nam quay giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một lô mai giống, mai ghép giống nhị ngọc toàn nè, rồi siêu bông bình lợi ha, rồi cúc thợ hương đột biến lá cẩm thạch nè ha, rồi giống kim ngân lượng cúc mai trang cô chú anh chị ha. Rồi có thêm cúc cam nữa cô chú anh chị ha, mức giá siêu ưu đãi luôn cả nhà. Thì mong cả nhà mình vào xem được cây nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho vườn của bạn Nam nha. Không làm mất thời gian nữa ha, em mời cô chú anh chị mình và gặp luôn bạn Nam, để bạn Nam chào giới thiệu và giao lưu luôn nha. Rồi mình chào bạn Nam nha. Rồi chào bạn, chào cô chú anh chị gần xa. Hôm nay tiếp tục đến với kênh thì cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình một lô mai gì cho cô chú anh chị mình lấy bo ghép hoặc là mình dưỡng lại mình chơi Tết 2025 nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ một cây clip là một cây cúc cam nha cô chú anh chị. Rồi cái tàn khá luôn cô chú anh chị ha. Cái này về cô chú anh chị mình chịu khó mình bấm ngọn ha cô chú anh chị, cho nó bung tàn cho đều ha, Tết này cho tàn nó ấm ha cô chú anh chị ha. Lấy ngọn này nè, về mình bấm ngọn. Rồi rồi quỳnh thân của cây là được 23, rồi chiều cao là được 1m10, tán nghiêng là 70. Rồi cây cúc cam này em xin giao với cô chú anh chị mình ha, giá cũng chỉ là 1 triệu nha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số ha. Ủa, cái cúc cam đầu tiên là mã số 1N lại nha cô chú anh chị. Rồi cây này là 2N hả bạn ha. Đúng rồi, cây này là 2N. Rồi 2N giờ là giống một cái giống siêu bông bình lợi nha cô chú anh chị. Rồi siêu bông bình lợi ha. Rồi cái tàn cũng khá nè cô chú anh chị ha. Về mình chịu khó mình chăm thêm nha cô chú anh chị ha. Rồi quỳnh thân là được 22. Rồi cây bông cửa gà đều gan luôn ha. Chiều cao 82. Rồi tán ngang 60. Rồi cái siêu bông mình lại giao lưu của chú anh chị mình giá là 900 nha. Rồi 900 ngàn mình bao ship luôn ha. Đúng rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 3N. 3N cũng là một cây siêu bông mình lại nha cô chú anh chị. Cây này thiệt nếu như cô chú anh chị mình ghép liền được luôn cô chú anh chị ơi. Rồi lấy bo liền hay là lấy cây này ha. Siêu bo. Cây này lấy chắc cũng 200-300 bo hả bạn ha. Rồi. Quỳnh thân là được 24. Rồi. Chiều cao là được 100. Rồi. Tán ngang là được 79. Rồi cái này giao lưu của chú chị mình giá 1.200.000 nha. Rồi 1.200.000 ha. Rồi. Đổi cây. 4N cũng là một cây kim ngân lượng nha cô chú anh chị. Rồi hay còn gọi cúc mai trang cũng là nó cô chú anh chị ha. Cây này cô chú anh chị này. Cái đế dưới nè em chưa hay hát nha, về cô chú anh chị. Rồi quá trời cái bệ đế cũ vậy này. Rất là nguyên cái to luôn khiếp luôn cô chú anh chị ha. Cái này về mình nâng cái đế lên dữ lắm cái cũ nha. Quỳnh thân là được 20. Cũ bự hơn cái nắm đấm em luôn cô chú anh chị. Chiều cao là được 1m10. Rồi. Tán ngang là 68. Rồi cái kim ngân lượng này giao lưu của chú anh chị mình giá cũng chỉ là 1.500.000 nha. Rồi mình đã cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 5N cũng là một cây cúc cam nha cô chú anh chị. Rồi cái này có tàn có đế luôn cô nguyên chú anh chị. Nguyên cái củ mì luôn rồi cô chú anh chị. Rồi quỳnh thân là được 21. Rồi củ đế là được 40. Chiều cao là được 98. Tán ngang là được 70. Rồi cây mà số 5N em giao lưu với cô chú anh chị mình giá 1.500.000 nha. Rồi 1.500.000 luôn ha. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo là mã số 6N cũng là một cây nhị ngọc toàn nha cô chú anh chị. Rồi cây này cái tàn nó khá luôn cô chú anh chị ha. Củ như cái củ mì luôn cô chú anh chị. Rồi bo già luôn cô chú anh chị ha. Quá trời củ hôm số luôn bạn ha. Rồi quỳnh thân là được 20. Rồi củ đế là được 31. Rồi nhị ngọc toàn. Chiều cao 80. Tán ngang là 62. Rồi cái nhị ngọc toàn em giao lưu với cô chú anh chị mình giá cũng chỉ là 1.050.000 nha. Rồi mình đổi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 7N cũng là một cây cúc họ hương lá cẩm thạch nha cô chú anh chị. Thọ hương đột biến cẩm thạch ha. Trời ơi, đều tàn đều lắm luôn cô chú anh chị. Tàn xâm xê đều rang luôn cô chú anh chị ha. Rồi thông số luôn bạn ha. Rồi quỳnh thân là được 19. Rồi chiều cao là 1m08. Tán ngang là 76. Rồi rồi cây này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 1.400.000 nha. Rồi, mã số 7N. Đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 8N cũng là một cây kim ngân lượng nha cô chú anh chị. Rồi một cây cúc kim ngân lượng ha, hay còn gọi cúc mai trang là nó ha. Quỳnh thân là được 20. Rồi chiều cao là 97. Rồi, già ngon nha. Tán ngang 68. Rồi kim ngân lượng giao lưu cô chú anh chị mình giá là 1.100.000 nha. Rồi 1.100.000 ha. Rồi 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 tiếp theo cây mã số 9N ha. Rồi 9N cũng là một cây siêu bông bình lợi nha cô chú anh chị. Rồi cây này cái tàn rất là đều luôn cô chú anh chị ha. Quỳnh thân là được 20. Rồi chiều cao là 90. Tán ngang là 67.
Cây này lưu của chú anh chị mình giá là 1.300.000 nha. Rồi 1.300.000 ha. Rồi. Cái tàn siêu đều luôn cô chú anh chị ơi. Toàn toàn do luôn cô chú anh chị. Rồi, cây này Tết này chơi Tết là cái tàn kinh khủng. Rồi cây lấy bo cũng ngon nữa. Rồi đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi cây này thì nó có đây nè cô chú anh chị. Đây 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 có cái nụ ha. Đó thì về mình test bông thoải mái ha. Đó. Rồi đổi cây nha. Tiếp theo là mã số 10N cũng là một cây siêu bông Sài Gòn cô chú anh chị. Cây của chú Sáu Bình Dương ha. Rồi giống chú Sáu Bình Dương ha. Rồi thông số luôn mày ha. Rồi. Mình ok. Cây lên nụ này về tết bông cô chú anh chị ha. Quỳnh thân là 22. Rồi bo già. Chiều cao là 1m03. Rồi. Tán ngang là được 58. Rồi cây siêu bông Sài Gòn này giao lưu giúp cô chú anh chị mình ha. Giá là 900.000 bao phí ship cô chú anh chị mình luôn nha. Rồi. Cây này cuối clip luôn cho bạn. Cây mã số 10N cũng là cây cuối clip em luôn. Em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip á. Và rất mong được cô chú anh chị mình ủng hộ em ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như bạn nào cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình những clip tiếp theo ạ.